Xin kính chào tất cả quý phụ huynh kem học sinh. Đi đầu học hôm nay cô và các bạn cùng đi vào bài bảng chia 8 trong quyển sách giáo khoa toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Từ bảng nhân 8 để chúng ta sẽ suy ra bảng chia 8 nhé. Ở đây cô có bảng nhân 8. Các em sẽ áp dụng quy tắc, nếu mà các bạn lấy tích, các em chia thừa số này thì sẽ bằng thừa số kia. Như vậy chúng ta có 8 chia 8 bằng 1, 16 chia 8 bằng 2, 24 chia 8 bằng 3. Đấy, lấy tích chia thừa số này bằng thừa số kia. 32 chia 8 bằng 4, 40 chia 8 bằng 5, 48 chia 8 bằng 6, 56 chia 8 bằng 7, 64 chia 8 bằng 8, 72 chia 8 bằng 9 và 80 chia 8 bằng 10. Như vậy, từ bảng nhân 8 chúng ta đã suy ra được bảng chia 8. Yêu cầu tất cả các em về học thuộc bảng nhân 8, bảng chia 8 và tất cả các bảng nhân chia ở các bài trước mà chúng ta đã học. Bây giờ cô các bạn chuyển sang phần bài tập. Ta có bài tập số 1, tính nhẩm. 24 chia 8 thì bằng 3. Cô nhắc các em nếu có viết vào thì dùng bút chì. 16 chia 8 bằng 2. 56 chia 8 bằng 7. 32 chia 8 bằng 4. 64 chia 8 bằng 8. 40 chia 8 bằng 5. 48 chia 8 bằng 6. 72 chia 8 bằng 9. 0 chia 8 bằng 0. 0 chia cho bất kỳ số nào mà khác 0 thì nó cũng đều ra kết quả là bằng 0 cả. Tiếp theo ta có 80 chia cho 8 bằng 10. Như vậy cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong được bài tập số 1. Những ai chưa xong bài tập số 1, các em hãy dừng lại một chút, tiếp tục làm xong bài tập số 1. Bây giờ cô và các bạn chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 2 như sau. Bài tập số 2 yêu cầu các bạn đặt tính lỗi tính, tức là bài số 2 này, các em sẽ đặt tính theo hàng dọc cho cô. Bài số 2, ý thứ nhất, 57 chia 8. Các em thấy 5 không chia được cho 8, không chia được cho 8 thì chúng ta sẽ lấy hai chữ số 57 chia cho 8. 57 không chia hết cho 8, các em lấy sang số nhỏ hơn, 56 chia cho 8. 56 chia 8 được 7 lần. Nhân ngược lên 7 x 8 bằng 56, các em lấy 57 trừ đi 56 thì số dư ở đây là bằng 1. Như vậy, kết quả phép chia này là phép chia có dư đấy các bạn. Vậy chúng ta có phép chia là 57. Các em chia cho 8 bằng 7 dư 1. Sang phép chia thứ 2 B, 89 chia cho 8. Em chia theo thứ tự từ trái sang phải. Chúng ta chia chữ số hàng chục trước. 8 chia cho 8 bằng 1. Kem nhân ngược lên 1 x 8 bằng 8. Viết ngay dưới chữ số 8 mà kem vừa đem chia. Ta có 8 trừ 8 bằng 0. Hạ tiếp chữ số 9 hàng đơn vị xuống. 9 này không chia hết được cho 8. Các bạn lấy số nhỏ hơn là 8. 8 chia 8 bằng 1. Nhân ngược lên 1 x 8 bằng 8. 9 trừ đi 8 thì số dư ở đây là bằng 1. Như vậy chúng ta có kết quả là 89 chia cho 8 bằng 11, dư 1. 89 chia cho 8 bằng 11, dư 1. Tiếp theo 70 chia cho 8. Sang ý C,
Dĩ xe các em lấy 70, các em chia cho 8. Ta có 70 không chia hết được cho 8, các em lấy các số nhỏ hơn 69, 68, 67, 66, 65 thì đều không chia hết được cho 8. Lấy sang số nhỏ hơn nữa là 64, chia 8 bằng 8. Nhân ngược lên 8 x 8 bằng 64. Các em lấy 70 trừ đi 64 thì số dư ở đây là bằng 6. Vậy kết quả của phép chia ta có 70 chia 8 thì bằng 8 và dư 6. Như vậy cô và các bạn đã vừa hoàn thành xong bài tập số 1 rồi đấy các em. Những ai mà chưa xong, các em hãy dừng lại để tiếp tục làm cho xong. Bây giờ cô và các em sẽ chuyển sang bài tiếp theo. Chúng ta sẽ cùng chuyển sang bài tập số 2 như sau. Xin lỗi các bạn, chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 3. Có bài tập số 3, yêu cầu các em quan sát hình ảnh bánh chưng. Chúng ta có, đây là hình ảnh cái bánh chưng. Đây. Phía dưới này là lúc mà chúng ta mới gói cái bánh chưng thì chúng ta được hình ảnh như thế này. Đây là sau khi gói xong chúng ta đem nấu và chúng ta bóc ra thì phía bên trong nó như này. Và người ta đã lấy các cái dây để buộc cái bánh ấy, người ta để như thế này. Để lúc cho vào đĩa xong rồi các em cầm hai đầu dây này, các em kéo lên để chúng ta cắt bánh, phải không nào? Hình ảnh bánh chưng này được chia thành bao nhiêu miếng bằng nhau? Vậy các em sẽ đếm thêm thử là chúng ta đếm bao nhiêu miếng bằng nhau nhé. Đây, bắt đầu này, 1 này, cô chia 1 này, 2 này, mỗi miếng là một hình tam giác các bạn nhìn này, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này. Như vậy là cái bánh này đã được chia thành 8 miếng bằng nhau. Hỏi chấm đầu tiên các bạn điền cho cô số 8. Tiếp theo, Thoa đã ăn 1 miếng, vậy Thoa đã ăn 1 phần mấy? Vậy chia thành 8 miếng bằng nhau, ăn 1 miếng tức là đã ăn 1 phần 8. Vậy hỏi chấm này các bạn điền cho cô số 8. Như vậy, hỏi chấm thứ nhất các bạn điền số 8 và hỏi chấm thứ hai các em cũng điền cho cô số 8. Đất nước em, bánh chưng là một loại bánh lâu đời của nước ta. Bánh chưng thường có dạng hình gì đây các bạn? Thường có dạng là hình vuông. Thường có dạng hình vuông. Em hãy tìm hiểu sự tích bánh chưng, bánh dày. Thì cái phần này các bạn sẽ tự tìm hiểu thêm nhé. Trên đây là cô đã cùng các em chúng ta đã đi xong được cái bảng chia 8 và làm các bài tập ở trang 65 sách giáo khoa toán lớp 3, bộ sách Chân trời sáng tạo. Để tiếp tục đón xem các video miễn phí trên kênh, các bạn nhớ nhấn đăng ký kênh, bấm chuông nhé. Ủng hộ cho cô, hãy giới thiệu bạn bè của các em cùng vào YouTube gõ từ khóa Mít Hạnh để xem thêm thật nhiều các video miễn phí ủng hộ cho cô. Cảm ơn tất cả quý phụ huynh, các em học sinh đã dành thời gian theo dõi video bài giảng. Hẹn gặp lại tất cả quý phụ huynh, các em học sinh ở các video học tiếp theo.